xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Tòa án Chính quyền Cộng sản tại tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt công dân yêu nước Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là hình phạt cao nhất mà người yêu nước Việt Nam bị buộc tội cả mức án 16 năm mà ông Trần Huỳnh Duy Thức đang thọ án. Trước mức án trên dành cho cha mình, chị Nguyễn Soan, con dâu ông Lượng, nói với đài SBTN. Mức án đó thì như theo nhiều người cũng nói thì em nó thấy một bản án bất công chị. Nhưng mà ban đầu thì đề nghị là 17-18 năm, nhưng sau đó thì nó kết án là 20 năm. Mà em nghĩ thì 17-18-20 năm nó cũng thế thôi. Em nghĩ là bố cũng vui vẻ chấp nhận thì gia đình cũng chấp nhận thôi. Nghĩa là mình không phải là mình chấp nhận, nghĩa là mình đầu hàng nó, nghĩa là như ý là mình như kiểu một cái móng nhà đấy, thì móng mà nó càng dày thì cái nhà nó càng vững hơn. Ở đây cũng thấy bố chấp nhận, bố mỉm cười, bố mạn nguyện và bố vẫn ung dung á, nghĩa là bố không có sợ, bố vẫn hiên ngang dùng cái bản án đó để làm cái nền móng cho Việt Nam. Thì em cũng rất hy vọng là con người Việt Nam á xây dựng một cái hòa bình cho Việt Nam trên ngay cái trên nền móng đó. Những cái việc làm của bố thì em chỉ biết là ở cái địa phương thì có những cái tham nhũng, cái bất công thì bố thường hay lên tiếng. Ví dụ như là bố có tham gia phản đối Formosa, các trường học và lạm thu phí học đường thì bố lên tiếng để con em tới trường được một cái mức phí phù hợp. Bên viện kiểm sát họ làm việc theo cảm xúc. Lúc đầu thì họ đưa ra cái mức án là 17-18 năm, nhưng mà sau đó thì họ thấy hai người kia phản cung rồi là tố họ là có dùng cực hình để bắt họ ký vào cái đơn đó. Với lại có hai luật sư bào chữa cho thân chủ của mình, giống như họ bực mình họ tăng lên mức án như thế. Cho nên em mới biết là cộng sản nó làm việc theo một cảm xúc nữa. Nó vui thì nó cho 17-18 năm, mà nó bực mình nó lên 20-25-30 năm thôi. Với một cái nữa là bởi vì là bố không hợp tác nữa. Bố trong từng câu hỏi nó đặt cho bố thì bố luôn nói là tôi có quyền giữ im lặng, nếu có việc gì thì cứ hỏi luật sư của chúng tôi. Nghĩa là cái thái độ kiên cường của bố như thế á, nên là buộc tụi nó cảm thấy ê nhục á. Với lại cộng thêm hai cái nhân chứng nữa thì em nghĩ là cái nó càng bắt nhiều người yêu nước, càng cho cái mức án càng nặng thì tuổi thọ nó sẽ càng giảm thôi. Chắc là cộng sản nó cũng không có tồn tại được tới cái lúc mà hết án của bố đâu. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Lê Đình Lượng, chia sẻ: suốt quá trình xét xử, ông Lê Đình Lượng giữ thái độ điềm tĩnh, ung dung hiếm có. Ông liên tục nhắc lại quyền giữ im lặng sau mỗi câu hỏi thẩm vấn của hội đồng xét xử và kiểm sát viên. Có thể nói, kể từ khi bộ luật tố tụng hình sự mới có hiệu lực cho đến hết phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lê Đình Lượng, thì ông là người đầu tiên và kiên định nhất trong việc áp dụng quyền im lặng trong suốt quá trình tố tụng, bắt giữ, khởi tố, điều tra và xét xử sơ thẩm. Ngoài ra, luật sư phản đối sự vi phạm về quyền sao chụp hồ sơ vụ án của người bào chữa do pháp luật tố tụng quy định. Hai bị án và là nhân chứng chính hiện diện tại tòa và bị cách ly là Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Viết Dũng, còn có tên gọi khác là Dũng Phi Hổ. Trước đây đã từng có lời khai về tội trạng cho ông Lượng thì đều phản cung. Họ phủ nhận các lời khai trong hồ sơ vì khi ấy bị bắt cóc, nhục hình và bức cung. Theo thông tin trên BBC, trước phiên xử một hôm, thông cáo của ân xá quốc tế AI trích lời bà Claire Anger, giám đốc điều phối toàn cầu của AI, nêu: chỉ vì đã vận động một cách ôn hòa cho những người như dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường mà ông Lê Đình Lượng có thể phải đối mặt với án tù. Đây rõ ràng là một vụ án bất công và mang tính chính trị và cần phải bị bãi bỏ. Ông Lê Đình Lượng cần phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại Việt Nam.